Hello, xin chào tất cả anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đến với clip mới nhất của em ngày hôm nay. Đầu tiên em xin thành cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người vừa qua đã luôn tin tưởng ủng hộ em nhé. Thì hôm nay em dọn dẹp chim ra và chuẩn bị xếp sắp chim để mai gửi cho anh em. Xe thì tối mai chạy. Em sau em sẽ nhắn tin số nhà xe cho anh em và anh em chủ động liên hệ nhà xe giúp em nhé. Và hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh em bốn em chim bổi bay đấu. Bốn em chim ngày hôm nay thì chim gốc Lạng Sơn anh em nhé, và bóng bộ rất chi là ok, và em lại bán gọi là em chuyển nhượng chia sẻ lại cho anh em với giá rất chi hợp lý, mà toàn bộ là chim bổi tuyển VIP anh em nhé, hàng cực kỳ VIP tố chất cho anh em. Và sau đây em sẽ đi vào chi tiết, em quay chi tiết từng em một cho anh em, và sau đó em sẽ đánh số thứ tự từ 1 đến 4 anh em nhé. Anh em theo dõi ưng em chim nào, thấy hợp tình hợp mắt mẫu chim của anh em, thấy cái giá hợp lý thì anh em ủng hộ em. Đây, sau đây em sẽ quay trực tiếp cho anh em. Đây là 400 chim của ngày hôm nay anh em nhé. Mới được có gọi là một ngày lồng, bắt đầu thấy có thay độ hết rồi anh em nhé. Chim thì em chưa được tắm táp gì, thành ra là em quay gọi là quay chi tiết bóng bộ cho anh em thôi. Nói chung là em tuyển chim thì anh em yên tâm về cái chất lượng và những con chim để cho anh em vào chơi nhé. Anh em nhìn đã ok chưa? Thái độ rất chi là tốt rồi. Đây, em cứ quay, sau đó em sẽ quay cận cảnh chi tiết từng em và em báo giá công khai trên clip. Chúc anh em thấy ưng em nào thì cứ nhấn máy alo cho em. Đây em sẽ quay đầu tiên là em số 1 anh em này. Em số 1 anh em nhé. Một em màu đá lân này, lông mỏng dài đòn, màu dày. Nói chung là chim em chọn này anh em yên tâm là chất lượng, từ bóng bộ và bảo hành cho anh em chim không tật lỗi anh em nhé. Màu đá lân, màu rất chi là dày. Đây, anh em có thể nhìn cận cảnh này chi tiết. Đây, và em chim này là em cũng sẽ báo giá cho anh em luôn, công khai luôn. Chim hôm nay thì em gọi là bán cho anh em cái giá cực kỳ hợp lý, là để ngày mai em gửi luôn cho anh em. Đây, em số 1 là anh em nha, màu đá lân, lông mỏng dài đòn, chim gốc Lạng Sơn. Em chim này thì em chia sẻ cho anh em với giá là 1,2 triệu anh em nhé. 1,2 triệu. Em chim số 1. 1,2 triệu. Đấy, em quay chi tiết cho anh em này. Bóng bộ anh em có thể tự thẩm trên clip. Em vẫn bao hàng chất lượng cho anh em về anh em chơi. Anh em nào mà giao lưu với em rồi thì biết là cái mẫu chim em chọn lựa cho anh em là như thế nào rồi. Đảm bảo với anh em luôn là ngày thứ 2, thứ 3 là ra giọng và thái độ rất tốt luôn. Khẳng định với em là như thế. Đây, em đầu tiên của ngày hôm nay đây. Em chia sẻ cho anh em với giá là 1,2 triệu. Đây, tiếp theo là em số 2 anh em nhé. Em số 2 ngày hôm nay đây. Màu cực dày. Màu dày. Anh em ngắm kỹ hơn em nó. Màu đá lân, gốc màu dày. Còn gần tí nữa cho anh em nhìn nó rõ hơn này. Em thấy bóng bộ này ok chưa? Em số 2 này em cũng chia sẻ cho anh em với giá là 1,2 triệu. Nói chung là hôm nay em bán cái giá gọi là gần như là không có lãi lời gì đâu anh em nhé. Bán để chia sẻ cho anh em tiện mai để em gửi chim để em chia sẻ cho anh em và anh em gột chơi. Anh em gột chơi chim của em, anh em sẽ nhớ đến em luôn, là những con chim em tuyển chất lượng cho anh em. Khẳng định với em như thế luôn. Em thì chuẩn chim bẫy đấu, không có chim linh ta linh tinh, bẫy lưới AV cái thứ bỏ ra bán cho anh em đâu. Anh em nào theo dõi kênh của em nhiều rồi là biết.
Đây em số 2 của ngày hôm nay anh em nhé. Em số 2 của ngày hôm nay là 1.200.000. Thế ngay từ đầu clip anh em thấy em số 1, số 2 là thái độ với nhau cực tốt. Đấy. Thái độ rất chi là tốt. Một triệu hai này em số 1 này, màu đá lân này, rất màu chim anh em nha, lông mỏng, tóc màu dày. Đấy, tiếp theo là em số 3 này. Em số 3 ngày hôm nay, em số 3 là một em gáy ngựa anh em nhé. Anh em nhìn quả gáy này, em ngồi gần quá nó nhảy đi nhảy lại, nó không đứng chim. Các bạn là chim chim bổi mà. Đây, anh em có thể nhìn kỹ em số 3 này. Em số 3 là một em gáy ngựa anh em nhé. Rất chi là đẹp. Đấy, gáy ngựa. Người dài lông mỏng, gốc màu dày. Đây nó còn chưa ra bộ đâu. Đây em thấy chưa, thấy cái gáy nó phồng lên chưa? Em số 3 này là em chia sẻ cho anh em với giá là 1.500.000. Em cứ báo giá công khai. Nói chung là anh em thấy ưng em nào thì nhấc máy alo cho em. Đây số 3 VIP thật anh em ạ, gáy ngựa này. Màu nó chọc chọc bên trước nó kiểu giống như đinh đinh tê ấy. Đây là nó vẫn sợ nó nhảy đi nhảy lại nên không lên bộ, anh em không nhìn rõ được. Đấy đang lên bộ ấy, trèo lên bộ anh em mình nhìn thấy được cái gáy ngựa này đinh tê. Em số 3 này em chia sẻ cho em với giá là 1.500.000 anh em nhé. 1.500.000 em số 3. Đây, tiếp theo là em số 4 này. Em số 4 này em màu đinh, gốc màu cực dày yếm đậm anh em nhé. Con này màu cực dày luôn. Yếm đen xì, to. Màu dày cộp kìa, màu con to đầu anh em nhỉ. Em nhìn có màu ác chưa? Đây, em quay gần cho anh em xem cái màu đó này, màu dày cộp yếm đậm. Màu đinh. Đây, em số 4 này là em chia sẻ cho anh em với giá là 1.500.000 anh em nhé. Em số 4. Thế nói chung là có hai em này, em gáy ngựa này và em số 4 này là đồng giá là 1.500.000. Em số 3 và em số 4 đồng giá là 1.500.000. Em số 1 và em số 2 màu là 2 loại, em màu đá lân này là 1.200.000 anh em nhé. Đây 1.200.000 em số 1 và em số 2. 1.200.000 hai lồng bên trên. Đây, bên dưới này là số 3 và số 4 em gáy ngựa, một em màu đinh, gốc màu dày, màu to hơn cả đầu luôn. Đậm là 1.500.000 một bé. Thế nói chung em cứ báo giá công khai. Anh em nào thấy hợp gọi là hợp mẫu chim của anh em để anh em gột mê hợp mà cái túi tiền thì anh em nhớ máy alo cho em nhé. Em rất cảm ơn anh em, cảm ơn toàn thể mọi người đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành cùng em trong suốt thời gian vừa qua. Em thì duy nhất là có một kênh Tùng Chim Cảnh dân tộc Tây Bắc anh em nhé. Và số điện thoại em cũng dùng từ số điện thoại với tài khoản ngân hàng là dùng duy nhất một số 0947 762 666. Em thì vẫn có ship đi mọi miền Tổ quốc cho anh em. Anh em yên tâm là em bảo hành tận lỗi cho anh em trong vòng 7 ngày là không ngoái ngửa, mất móng, mất nước gì đâu anh em nhé. Anh em yên tâm mình nhận có chim khỏe mạnh và chuẩn chim. Chung là chim thì em kiểm tra rất kỹ rồi, anh em yên tâm là về anh em chỉ gọi là bỏ thời gian ra anh em gột thôi. Em nhìn những mẫu chim em tuyển đã đủ chất lượng chưa? Quá ok luôn. Đây, em số 1 và em số 2 là 1.200.000 một em. Anh em ưng em nào thì cứ nhấc máy alo cho em nhé. Còn em số 3 là một em gánh ngựa này là 1.500.000 này.
Em số 4 này, em số 4 này, em màu đinh gốc màu dày yếm đậm này, 1,5 triệu. Nói chung này em bán cho anh em với giá rất chi là hợp lý để anh em về anh em cuộc chơi. Đấy, thái độ với nhau hết anh em nhé, đây chả qua em ngồi gần thôi. Đấy, em số 1 với em số 2 anh em thấy chưa? Thái độ với nhau rất chi là tốt. Nói chung là chim này ra giọng cực tốt rồi anh em nhé. Thì chim bổi bẫy đấu này ấy, chỉ cần phủ lồng hoặc treo xa xa ra là hoát vào mầm rồi. Nó không như mấy con chim bẫy lưới, nó chả có giọng gì đâu, toàn giọng gọi đàn thôi em không tính. Thế nên đâm ra ngồi nói trực tiếp, quay clip nói trực tiếp để cho anh em, đâm ra con chim nó thấy người nó sợ ấy, vì chim bổi ấy nó không như chim thuần. Nói chung là chim em tuyển chọn thì anh em yên tâm là chất lượng để về cho anh em cuộc chơi, đảm bảo chất từng bé một, vip luôn. Em số 1, em số 2 vip, em số 3, em số 4 thì quá ok. Đây anh em muốn nhu cầu bắt em nào thì cứ nhấc máy alo cho em nhé. Rồi clip em cũng xin kết thúc tại đây. Chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hẹn anh em vào clip tiếp theo của em. Cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người.